Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tiếp tục quay trở lại với cửa hàng audio của em ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay, em có lên cho anh em vài cái mẫu dây tín hiệu. Thì tiện đây em sẽ kể một câu chuyện là có hôm qua có một anh có hỏi em là anh em nên cải thiện dây loa trước hay là dây tín hiệu trước. Đấy, thì em xin trả lời luôn cho anh Giai là anh em cứ trải cải thiện từ trên xuống dưới cho em. Đầu tiên chúng ta hãy ưu tiên cho bộ dàn là những cái dây tín hiệu, các tín hiệu đấu nối trước thì nó rất là quan trọng anh em nhé. Còn cái dây loa chúng ta sẽ ưu tiên cuối cùng cho em. Đấy, vì khi mà cái dây tín hiệu nó không được tốt thì kể cả khi anh em ra loa thì cái chất lượng âm thanh nó cũng không được tốt. Đấy, anh em phải cải thiện từ trên xuống dưới anh em nhé. Đấy, đầu tiên là từ những bộ dây AV hay là anh em chơi vang số hay là cải thiện những bộ dây Canon chẳng hạn. Đấy, hoặc là anh em hát, anh em cần những cái tiếng hát nó hay thì anh em cần những cái dây mic nó chất lượng, là dây mic không dây hay là kể cả có dây nó cũng đều phải là chất lượng tốt anh em nhé, thì nghe nó không bị ù, nó không bị xèo, hay là cải thiện tiếng giải cao đấy, cải thiện giải bass hay là cải thiện giải chép, bất cứ một cái gì nó đều do dây tín hiệu hết. Loa loa nó chiếm ưu đầu tiên loa phải hay đã anh em nhé, sau đấy đến dây tín hiệu. Đấy, thì khi mà loa anh em đã hay rồi mà anh em muốn hay hơn nữa thì bắt buộc phải có một cái dây tín hiệu hay dây loa tốt. Đấy, thì hôm nay em sẽ vào luôn vấn đề chính là hôm nay em lên cho anh em vài những bộ dây của Hitachi. Đấy, đầu tiên là những bộ dây của Hitachi. Tuy là giá nó bình dân thôi nhưng mà chất lượng nó không hề bình dân một chút nào anh em nhé. Đấy, tuy giá nó bình dân nó chỉ có 250.000 cho một cặp dây, được chưa? Nhưng mà chất lượng của nó không hề bình dân một chút nào. Em đã bảo với anh em là khi anh em mua những bộ dây Hitachi của bên em thì nó sẽ chất lượng của nó lên tới 300-400 nghìn cơ anh em. Nhiều nhiều những bộ dây như cái dây này anh em bảo 280.000 bộ dây Hitachi như thế này nó có ăn đứt được 300-400 nghìn, 500 nghìn ở bên các cửa hàng khác không ạ? Đấy, dây Hitachi được chưa ạ? Dây Hitachi đấy, đầu jack Hitachi, dây bãi hoàn toàn bên em DIY trực tiếp, mã lõi 6 lõi mà. Đấy, 6 lõi, lõi đồng mạ bạc. Kể cả những cái dây mic như này giá 250.000 nhưng mà khi em DIY bên em. Đây anh em nhìn cái chất lượng dây. Đấy, Hitachi hết toàn bộ anh em nhé. Đây, Hitachi hết toàn bộ. Đấy, chỉ có 250.000 cho một sợi dài 1 mét thôi anh em nhé. Đấy, đầu jack này, từ những cái đầu jack để em lên cho anh em cực kỳ đẹp. Đấy, kể cả những bộ dây dây này, đây cái dây này là bên em đang rất là hay dùng và hay bán nhất là dây Kimber Cap của thằng Mỹ. Dây này thì cải thiện được cái giải cao cực kỳ tốt anh em nhé. Đấy, đầu jack Palik được chưa? Đầu jack Palik đây, tiện đây em cũng cho anh em xem luôn cái lõi của nó. Đây lõi này, vậy mà bảo sáng bóng luôn. Đây nó sáng bóng luôn cái lõi của nó đây. Đấy, em nhìn cái lõi em đang quay một tay cầm điện thoại nên là chỉ cầm được cái này cho anh em thôi, được cái lõi của nó này. Đấy, toàn bạc hết. Đấy, anh em nào mà đang muốn cải thiện cái giải cao nó sáng, nó chi tiết, nó hay, nó sạch sẽ thì đây, cái Kimber này, lõi này là lõi mạ bạc và vỏ teflon hết nhé. Đây anh em có thể nhìn. Đấy, như bộ dây này chỉ có 420.000 cho một bộ dây. Tuy anh em nhìn nó nhỏ nhỏ bé bé này thôi nhưng mà chất lượng cực kỳ vượt trội nhá, cực kỳ vượt trội. Đấy, ngoài ra anh em là muốn đây, cái chất này thì nó rẻ hơn nhưng mà chất lượng của nó cũng cực kỳ tốt. Đấy, tiếp theo là những cái bộ dây quang của thằng Hotech Singapore. Đấy, Hotech Singapore. Đây thì tiện đây em lên cho anh em vài cái mẫu dây quang, những cái dây quang Hotech này, dây quang Ultralink của thằng Canada được chưa, dây quang XLO của thằng Mỹ được chưa. Đấy, XLO của Mỹ. Đấy, ngoài ra thì cái dây audio quét em vẫn còn anh em nhé. Đấy, đầu tiên sẽ đi từ giá thấp trước đấy cho đến cao được chưa. Đây, dây quang audio quét Mỹ, bãi Mỹ xịn luôn. Đấy, em bắt nét cho anh em nhìn, em đang quay bằng một tay nên là anh em chịu khó nhìn cho em. Đấy,
dài 2 mét anh em nhé, giá là 280.000 cho một sợi. Đấy, 280.000 một sợi, tuy là dây bãi thôi nhưng mà anh em nhìn chất lượng này, chất lượng đầu dây này. Đấy, nó vẫn còn như mới luôn em nhé. Đây, đầu kim loại hoàn toàn. Gõ cho anh em nghe luôn. Đấy, đầu kim loại hoàn toàn. 280.000 cho một sợi dài 2 mét. Đấy, dây quang audio quét của Mỹ. Tiếp theo dây XLO cũng của Mỹ luôn. Dây này thì nó không được bọc dù nhưng mà dây nó khá mềm. Đấy, dây nó khá mềm. Cũng đầu kim loại, được chưa ạ? Đây. Đấy, dây này được bọc dù này, dây này không được bọc dù. Nhưng mà chất lượng dây này thì có khá ok hơn. 320.000 cho một sợi. Dài 1 mét rưỡi anh em nhé. 320.000 một sợi dài 1 mét rưỡi. Đấy, tiếp theo là dây của thằng Hotech. Dây Singapore. Dây này cũng khá là tốt. Dây bãi xịn và trên dây nó có chiều luôn anh em nhé. Đây, em quay chị rõ cho anh em nhìn luôn. Đấy, anh em thì nhìn chiều trên dây này. Đấy, chiều trên dây. Dây tí, dây chính hãng luôn nhé. Đây, dây bãi chính hãng, anh em nhìn high-end wifi này. Đấy, production này. Hotech theo chiều luôn đàng hoàng. Được chưa ạ? Giá 380.000 cho một sợi. Dây này màu trắng. Mà anh em yên tâm, màu trắng thì nó không hề bẩn nhá. Dây này thì của nó thì là có một cái lớp chống bẩn. Đây, anh em nhìn có một lớp vỏ bên ngoài khá là ok, khá là sạch. Và có một kiểu một cái lớp sắc rắn. Đấy, nó có thể chống nhiễu khá là tốt. Đây, đầu kim loại nhé. Vẫn là đầu kim loại thôi. Em sẽ gõ cho anh em nghe. Đấy, được chưa ạ? Tất cả bên em thì đều bảo đảm cho anh em là khi anh em đến tay anh em mới rút cái đồ nhựa này ra nhé. Chứ tại cửa hàng là bên em sẽ không rút. Đấy, anh em cứ yên tâm là sẽ bụi nó sẽ không bị vào. Đấy, tiếp theo là dây cao cấp nhất bên em là dây Ultralink của thằng Canada. Dây này thì chất lượng phản hồi của các bác thì khá là tốt. Đấy, trên dây thì có chiều ra và chiều vào. Đấy, đầu jack bịt thì đi theo dây luôn. Đây thì em có hai chiều dài nhé. Một cái là 2 mét giá 650.000 và 1,8 giá là 480.000 anh em nhé. 1,8 giá 480.000 cho một sợi. Đấy, Ultralink. Đây này thì được bọc dù khá chắc chắn. Đây khá mềm. Đấy. 1,8 giá 480.000 và 2 mét giá là 650.000. Tất cả dây đều đã bao ship tận tay anh em. Tất cả dây từ những cái dây 6 ly hai đầu giá 250 đều là giá bao ship rồi anh em nhé. Kể những cái dây AV đầu đạn như thế này giá 280 cũng là bao ship rồi. Đấy, kể cả những cái dây AV Hitachi 250.000 một cặp cũng bao ship rồi. Đấy, kể cả những cái dây AV Palix, đầu jack Palix và dây Kimber cáp anh em nhé, giá là 420.000 cũng giá là bao ship rồi. Đấy, anh nào quan tâm thì cái mẫu dây quang nào hay là mẫu dây AV nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 8722 916. Cảm ơn anh em và các bác đã theo dõi video của em hôm nay. Anh em quan tâm đến mẫu dây AV hay là dây quang hay là dây tín hiệu nào cao cấp giá dưới 1 triệu em đều có nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video sau.